Tại buổi họp báo tối ngày 12 tháng 7, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã được phân bổ tiếp nhận hơn 1,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó bao gồm 54.990 liều vaccine Pfizer mà Bộ Y tế đã quyết định phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu liều vaccine Moderna cùng khoảng 100.000 liều AstraZeneca. Sở Y tế thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng số vaccine này. Theo đó, trong đợt tiêm chủng lần thứ 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi thứ tự đối tượng ưu tiên tiêm, tập trung cho các đối tượng là người mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người nghèo và đối tượng chính sách, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tiện ích, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và một số ngành nghề khác. Bên cạnh đó, đợt tiêm vaccine này cũng sẽ ưu tiên cho công nhân, người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Trong đợt tiêm chủng lần thứ 5 này, thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng tại 312 trạm y tế với 630 điểm tiêm chủng, mỗi điểm tiêm cho 120 người một ngày. Để đảm bảo giãn cách, thời gian tiêm sẽ diễn ra trong các khung giờ 8 đến 13 giờ, 15 đến 20 giờ hàng ngày trong suốt thời gian triển khai. Nhằm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, tại mỗi điểm tiêm chủng, thành phố cũng sẽ bố trí xe cấp cứu ở vị trí thuận lợi, có thể tiếp cận bệnh nhân trong vòng 3 phút. Dự kiến việc tiêm vaccine sẽ diễn ra trong thời gian từ 2 đến 3 tuần.